Tiên ăn trên tàu, ăn 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 rất thịt, ăn sáng nè mọi quý vị, ăn sáng Vũng cà phê gồm có trứng luộc, chi cà, potato chiên, thịt heo, thịt bacon, trứng, hot lót. Ăn theo kiểu Mỹ nè. Mình thấy cà phê này không phải cà phê tê tê của Việt Nam đâu, cà phê của Mỹ. Đây là phòng tập làm bánh. Here, make your time. Let's see how it works. So that's why you just here trying to practice yourself how to handle your pie. Good. Okay, nose. How about the nose? Look? The nose is missing. I mean, the lips missing. Your lips? Trên chiếc tàu của Hải Diệp đi nè, giờ lên ăn dạng buffet. Đây là súp bò nha quý vị, súp bò hầm. Rồi đây là ragu, này cá gì á, cá phi, bánh mì Ý. Còn này là món, này là món của Ấn Độ, cà ri. Này thịt bò steak, còn noodle.
Và mời quý vị cùng dùng buổi trưa với gia đình Hải Việt nha. Còn bên kia thì con Hải Việt ăn hamburger. Dạ, nhớ cái xúc xích nhỉ. Dạ, trước tiên ăn cái món súp chứ. Cũng không phải. Thầm lâu ra mềm, ngon. Mỹ là ăn gì cũng mềm. Khu vực gọi là casino. Chào bạn quý vị, người nào thích game action xuống cái khu vực này, đầy đủ máy móc chờ bạn đầy đủ hết. Một là nếu mà chút thì đi chơi gọi là vui vẻ, còn nếu mà không hên thì lên trở thành buffet rồi đi về. Competition. Now, ladies and gentlemen, boys and girls, even though you're not flopping yourselves, you are all involved in today's. Hello mọi người, hôm nay là ngày thứ ba, 11/7. Dinner, giờ này giờ dinner. Thì cái ngày thứ hai của tour đó thì người ta yêu cầu mình bận những đồ đồ vest này nè, còn nữ thì bận đồ đầm, những cái áo dài cho đồ đẹp để mà ăn tối. Hello mọi người, giờ này giờ đến cái món khai vị đầu tiên của chúng ta là món mực chiên giòn với salad này, ăn khai vị rồi sau một hồi mới tới cái món chánh nha. Mời quý vị tham gia cùng Hải Việt thưởng thức món đi nè. Và chúc mừng sức khỏe cho, chúc mừng sức khỏe nha. Ốc hả?
có nghĩa là Việt Nam. Ngon lắm, nước sốt rất là ngon luôn. Và sau đó mình sẽ dùng một tí xíu rượu vang nha. Ngon. Đây là món chính của bữa tối hôm nay, dinner seafood gồm có thịt ốc, tôm và con xanh chát, ăn với mì Ý. Cái này là làm mì, là mì Ý nha quý vị. Đây là gì, pasta mì Ý. Good, very good, thank you. 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 Tuyệt vời, rất ngon. Đây là bữa ăn, món ăn cuối cùng cho bữa tối ngày hôm nay, đó là cái dessert. Đây là bánh chocolate, bánh kem chocolate. Còn đây bánh này bánh gì hả mình xem? Creme brulee. Hai anh em ăn giống nhau, còn Hải Việt thì ăn cái món kem strawberry. Mời mọi người thưởng thức cùng gia đình Hải Việt nha. Đây có video tạo thì nhớ ăn tay mình dùng. Đây, món này món kem dâu. Để Hải Việt thưởng thức. Mời mọi người. Ngon, rất là ngon. Không ngọt lắm. Để xem. Quá tuyệt vời. Hẹn gặp lại mọi người vào sáng ngày mai, ăn buổi sáng breakfast trên con tàu 14 tầng. Sau khi dùng đến nơi xong rồi bây giờ gia đình hát dịp tháng 1 đi thứ 5 để tham quan những cái shop. Giờ này người ta cũng mở cửa ban đêm nè. Mời mọi người đi nha.